Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa chư quý đồng đạo và quý khán thính giả gần xa kính mến. Thì giờ đây là 9 giờ tối của ngày mùng 7 tháng 4 âm lịch niên Quý Mão 2023. Thì hiện tại thì nhóm thực hiện chương trình Tinh Hoa Triết Lý Đạo Phật và Phật Giáo Hòa Hảo chúng tôi đang có mặt tại khuôn viên của phủ thờ một vị danh nhân nổi tiếng ở tại miền đất Nam Kỳ lục tỉnh của mình, nói theo thời trước mà thời nay gọi là vùng đất Nam Bộ, một danh nhân nổi tiếng về khoa văn chương, đặc biệt là thơ nôm mà tất cả ở trong giới văn sĩ đều biết. Và chúng ta nói gần gũi hơn nữa, vị danh nhân này cũng không ai xa lạ hơn, chính là ông ba Nguyễn Văn Thới, là một vị môn phái trong hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, là vị cao đồ của cậu hai Trần Văn Nhu. Thì hôm nay kỷ niệm lần thứ 97 của ông ba Nguyễn Văn Thới, thì chúng tôi hiện tại đang có mặt tại khuôn viên phủ thờ của ông để ghi lại những thước phim kỷ niệm. Thì quý vị hiện tại thì sao, quý vị thấy sao máy quay của chúng tôi đây là cái phủ thờ của ông ba Nguyễn Văn Thới, ngôi nhà ba gian hai trái, tức là hai nóc theo mô hình chữ Sơn, mà đặc biệt nhất đây là mô hình kiến trúc đặc thù của những ngôi chùa ở tại miền đất Nam Bộ của mình, thì được thiết kế theo mô hình ở trên một cái nền vuông. Thì ở trên đó là một cái nóc cao, ở dưới này là một cái nóc lớn, thể hiện cho tinh thần bình đẳng giai cấp, và đặc biệt hơn nữa là mái thẳng kèo ngay. Đó là cái mô hình đặc thù của những ngôi chùa, ngôi đình ở tại miền Nam Bộ của mình. Thì kính thưa quý vị, nói về ông ba Nguyễn Văn Thới thì đương nhiên về sử liệu, về những cái tư liệu để lại còn rất nhiều, nhưng mà giờ đây chúng tôi kính mời quý vị cùng xem lại cái quan cảnh đặc biệt của những người gọi là hậu nhân, gọi là hậu bối, để xem lại những cái kỷ niệm xưa kia. Hơn 97 năm một bậc tiền bối tại vùng đất Kiến An, Chợ Mới này đã ra đi, và vì tinh thần kháng Pháp thì ông đã quên mình, hy sinh vì cái trách nhiệm là muốn giữ tròn danh tiết của một người con Việt. Cho nên ông đã nói tức mình muốn chết cho rồi, tức thôi là tức đứng ngồi không an, tức là tức bọn Nam Bang, tức người Nam Việt hải quan Nam Kỳ. Cho nên vì đó thì vào ngày mùng 9 tháng 4 thì ông đã tự tẩn tiết hy sinh, để rồi để cho hậu thế một cái tấm gương ngàn sao chói rạng. Thì giờ đây chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng tham qua về những cái hình ảnh kỷ niệm ở trong lễ dỗ của ông ba Nguyễn Văn Thới lần thứ 97 này. Xin kính mời quý vị cùng theo chân chúng tôi. Ông ba Nguyễn Văn Thới đã để lại cho hậu thế những cái tấm gương soi chung về tinh thần hiếu trung nhân nghĩa mà ông đã lưu truyền mai sau. Thì như quý vị thấy, đây là cái khuôn viên phía trong phủ thờ. Thì như tất cả chúng ta đều biết, ông ba Nguyễn Văn Thới là một môn đệ rất chân thành của cậu hai Trần Văn Nhu. Thì đặc biệt đây là cái nghi thức thờ phượng theo Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì chúng ta thấy chỉ có một tấm trần màu đỏ tiêu biểu cho Tam Bảo mà thôi. Đây là cái nghi thức truyền thống của Bửu Sơn Kỳ Hương để lại sau này. Thì đặc biệt khi mà kiến tạo phủ thờ này á, thì ban kiến tạo đã thành lập ngôi Tam Bảo phía trước để tiêu biểu cho tinh thần Phật đạo được đề xướng lên phía trên. Chúng ta thấy đầu tiên bước vào đây là ngôi Tam Bảo. Thì thưa quý vị, thì hiện tại phía sau tôi đây là một ngôi thờ rất đặc biệt trong cái khuôn viên chánh điện của phủ thờ ông ba Nguyễn Văn Thới. Thì phía sau Tam Bảo là một vị danh nhân mà được người dân Kiến An nói riêng và toàn thể người dân Nam Kỳ Nam Bộ nói chung đều ngưỡng mộ, nổi tiếng về thể loại thơ nôm, đã ra nhiều tác phẩm giáo đời, ở trong đó đặc biệt nhất là tác phẩm Kim Cổ Kỳ Quang, được viết bằng theo thể thơ nôm và dịch ra bằng chữ Quốc ngữ mà ngày nay tất cả những người mộ đạo đều biết đến. Thì đây là cái ngôi thờ chính của ông ba Nguyễn Văn Thới. Phía trên đây là cái bài vị để thờ ông, và những nghi tiết thể hiện ở trong cái bài vị này thể hiện một cái tinh thần tôn kính
của hậu thế đời sau đã tôn sùng một bậc tiền bối đáng kính ở trong đạo mà tất cả chúng ta đều ghi nhớ. Để quý vị thấy lư hương và bộ lư phía trên, và thậm chí thì đây là những cái bao lân thần vọng được thể hiện cái kiến trúc chạm khắc rất là tinh xảo của những cái bàn tay người thợ chợ mới Kiến An này, thể hiện cái nét đặc thù trong lối kiến trúc xây dựng ngôi thờ của ông bà Nguyễn Văn Thới. Thì ngôi nhà hậu đường này thờ những ngôi thờ chính yếu thể theo tinh thần của Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo như sau. Thì như quý vị thấy đây tức là cái ngôi của Quyền Thất Tổ. Đây là ngôi của Quyền Thất Tổ chung. Đây là ngôi của Quyền Thất Tổ chung được thiết kế phía sau nhà hậu đường của phủ thờ ông Ba, thể hiện tinh thần cây có cội, nước có nguồn. Con người sở dĩ có thân là nhờ ơn tổ tiên ông bà cha mẹ mới sanh thành ra mình. Cho nên vì vậy mặc dù ở tại nơi đâu, phủ thờ, chùa chiền hay là cơ sở nào đó của nói riêng và chỉ chung cho hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương, chúng ta đều phải ghi nhớ công lao của những người đã tác tạo ra bản thân mình, gây dựng nên dòng họ mình. Thì đây là ngôi của Quyền Thất Tổ. Thì tại sao ở trong phủ thờ ông Ba Nguyễn Văn Thới lại có thờ một ngôi của Quyền Thất Tổ, thưa quý vị? Tại vì đa số những người đến viếng ông Ba Nguyễn Văn Thới là những người con Phật. Mà nếu như đã là con Phật, đã là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng như Bửu Sơn Kỳ Hương, thì chúng ta phải ghi nhớ lời Đức Phật Thầy Tây An đã dạy là con người muốn làm tròn hiếu nghĩa thì có bốn điều ân ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm trọn. Thì trong bốn điều ân đó thì ân tổ tiên cha mẹ được đặt lên hàng đầu. Cho nên với tinh thần tôn trọng tứ ân của Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo, thì ngôi thờ của Quyền Thất Tổ sẽ được thiết kế trong những cái di tích đặc biệt theo hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương, và đặc biệt ở đây là phủ thờ của ông Ba Nguyễn Văn Thới. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, thì đây là ngôi thờ số 6 ở trong nhà hậu đường của phủ thờ ông Ba Nguyễn Văn Thới. Thì như quý vị thấy phía sau máy quay của chúng tôi đây là một ngôi thờ một vị danh thần rất đặc biệt ở tại miền Nam chúng ta, mà đa số người Nam Việt, người Nam Kỳ đều biết đến. Đó là cái sự tửng tiết hy sinh trung hiếu vẹn toàn của một người anh hùng ở tại vùng đất Long An, Tân An, và sau này đã có những chiến công hiển hách là đốt tàu ép răng của người Pháp ở trên sông Nhật Tảo, phá đồn Kiên Giang ở tại Rạch Giá. Do nên vì vậy thì vị danh thần này đã ghi vào lịch sử của miền Nam, đó là quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực. Vì thì tại sao ở trong phủ thờ ông Ba Nguyễn Văn Thới lại có một ngôi thờ thờ quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực? Thưa quý vị, nói đến quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực là có một cái sự liên quan mật thiết ở trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực và Đức Cố Quản Trần Văn Thành là những vị anh hùng cứu quốc mà tất cả người dân miền Nam chúng ta đều biết đến. Mà đặc biệt hơn nữa thì quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực là một người có sự liên quan mật thiết trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương, và cũng là cái bậc tiền bối đi trước của ông Ba Nguyễn Văn Thới. Cho nên vì vậy với tinh thần tri ân báo ân bậc tiền nhân, thì tại nơi đây ban phụng tự đã thiết kế một ngôi thờ, phụng tạo một ngôi thờ, đó là ngôi thờ của quan thượng đẳng đại thần. Để chi? Để cho nhắc nhở người đời sau khi đến phủ thờ ông Ba Nguyễn Văn Thới đều phải nhớ chúng ta hiện tại đang có mặt ở trên cái mảnh đất này, chúng ta đang đặt chân đi trên vùng đất An Giang này, chúng ta đang hưởng những tấc đất ngọn rau trên quê hương này, là biết bao nhiêu xương trắng máu đào của những vị anh hùng đã ngã xuống hy sinh vì hạnh phúc cho nhân loại. Mà những người đó họ không vì hạnh phúc tư lợi cá nhân mình, những người đó họ thật sự dấn thân, họ thật sự vào đời bằng tinh thần yêu nước. Yêu nước bao đành trơ mắt ngó, thương đời chưa dội ẩn non cao, hoặc giả là thượng thẳm đạo màu nẻo cao sâu, đẳng đẳng hãy làm chớ để lâu, đại pháp vô vi là chân lý, thần làm trọn vẹn khỏi lo âu. Cho nên vì vậy nếu nói đến quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực là một vị anh linh chánh thần mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng cũng như tất cả người dân miền Nam nói chung đều phải kính mộ ngài. Và phía sau đây chúng tôi kính mời quý vị xem lại cái tôn ảnh của quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực, và đây là cái ngoại nghi. Theo cái nghi thức thờ thì ở đây thờ rất là đúng liền quý vị. Ở trong này là ngoại nghi.
thì ngoại nghi là dùng để trang trí lư hương và bộ lư để cho người đến đây và kính lễ. Phía trong là nội nghi, cái nội nghi phía trong này dùng để cúng vật thực và tô điểm thêm cho cái tinh thần tôn kính. Vậy thì khi người dân đến đây để nguyện hương và cắm hương đó thì sẽ cắm ngay ngoại nghi, và nội nghi phía trong thì chỉ dùng để trang trí hương đăng theo như ban tổ chức trang trí mà thôi. Và đây là một cái ghế trường kỷ, quý vị thấy đây là một cái ghế trường kỷ gồm có 6 cái ghế và một bàn trường kỷ này để tiêu biểu cho cái bậc tiền nhân khi về đây ngồi tại đây đều thọ dụng vật thực bánh nước ở tại nơi này, thể hiện một cái tinh thần tôn kính tuyệt đối. Cho nên 6 cái ghế đai này và bộ trường kỷ này chỉ duy nhất dùng để thờ phượng thôi, chứ không có một người nào được phép ngồi ngay chỗ này hết. Đây là một cái không gian riêng biệt để chúng ta thấy cái sự tôn kính rất là đặc sắc của người hậu thế đời sau dành cho quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực. Kính thưa quý vị, thì hiện tại thì giờ đây thì đồng hồ chúng tôi đã chỉ là 9:35 rồi, tức là chúng ta đang bước vào giờ khuya. Mà hiện tại trong khuôn viên của thờ ông Ba Nguyễn Văn Thới rằng còn rất là nhiều bà con đến viếng lễ và đến đây để dâng hương lễ nguyện cái lễ dỗ lần thứ 93 của ông Ba Nguyễn Văn Thới. Thì song song với những hoạt động tín ngưỡng lễ nghi, chúng ta thấy rằng những cái hoạt động rất đặc biệt của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thể hiện bằng cái việc làm thiết thực của mình, đem đến từ cái miếng nước, ly nước mát lành cái hương vị của tình Hòa Hảo để cho tất cả những bà con đến viếng lễ thưởng thức cái hương vị của trà sâm, hoặc giả là hột é, hoặc giả là hạt chia, do nên những cái bàn tay và tấm chân thành của những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chế biến để đãi bà con. Thì hiện tại đứng cạnh tôi đây là anh Minh, tức là tu sĩ Minh ở tại núi Cấm. Thì hàng năm thì anh đều có những cái hoạt động chương trình là hỗ trợ nước uống cho bà con đến tham dự lễ của tất cả những kỳ lễ ở trong đạo Phật giáo Hòa Hảo của mình, chứ không phải riêng về lễ ông Ba Nguyễn Văn Thới. Thì thưa anh, thì theo như anh thấy cái lượng người năm nay đến với lễ ông Ba như thế nào anh ha? Thì hôm nay thì mới có mùng 7 thì gia đình rất là người ta đi rất là đông luôn. Giờ này cũng gần 10 giờ rồi mà thì số lượng người rất là đông. Thì cái lượng người đến đông như vậy thì cái sức phục vụ của anh hôm nay mình thấy nó có mệt mỏi không? Thì mình cũng mệt mỏi mà ra. Cố gắng mà làm hết cho hết khả năng mình đi. Quý vị thấy áo thì ướt đẫm mồ hôi quý vị. Ướt đẫm mồ hôi luôn, nhưng mà hiện tại tiếng nói của anh Minh bây giờ đã khang tiếng rồi. Chắc là nguyên một ngày nay là mình chào mời khách hàng đến viếng lễ nhiều lắm phải không anh? Cái chào mời cũng chào mời mà mình cũng nói nhiều. Nhiều khẳng tiếng. Thì cái lượng nước uống bữa nay theo như anh đãi là mình đãi nước uống gì? Và cái lượng nước bên này mình đãi
người ta gọi là sâm hột é, hột dưa đồ đó. Và chè nhãn giang cho bà con mình đi lễ có một ly nước uống cho nó đi thì cảm thấy nó mệt mỏi mà có ly nước uống thì cảm thấy nó khỏe. Thì mình đi cúng cho nó thoải mái hơn. Rồi. Cái ước lượng mà cái số lượng mà bữa nay anh đãi đó là anh có biết là mình tính ra là bao nhiêu ngàn ly không? Phỏng phỏng gì đó. Cái số lượng ngàn ly mình không biết được. Nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm. Tại vì tôi uống liên tục mà mình múc liên tục mà. Mình không có biết số lượng ly được. Nhưng mà bữa nay mình hết bao nhiêu cây đường rồi? Bao nhiêu đường? Cái này là gần mười mấy cây, 15 cây, 15 cây đường. Quý vị thấy chỉ trong ngày mùng 7 thôi mà cái tổ đãi nước của anh Minh đã sử dụng hết 15 cây đường. Quý vị thấy cái theo như tôi biết đó thì cái nước hột é hạt chia này đó chúng ta quậy ra đường thì không phải quậy quá ngọt. Mình chỉ quậy nước vừa ngọt ngọt để cho bà con uống thôi, nó không phải là ngọt gắt. Nhưng mà quậy vừa nước lợ cái vậy cho bà uống, bà con uống mà không ngọt quá đó. Mà tới 15 cây đường thì quý vị biết ước lượng là bao nhiêu cái lượng nước ngày hôm nay. Theo như tôi kể là chắc không thể nào kể xiết được đâu. Mình tính ra là có thể hàng chục ngàn ly cho tới hàng trăm ngàn ly nước ngày hôm nay đó quý vị. Thành ra cái lượng người đến tham dự lễ lần này rất là đông anh mình ha. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, xin chào mọi người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, thì hiện tại thì đang đứng cạnh tôi đây là một vị khách ở ngoài tỉnh An Giang, đó là địa phận của quận Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Thì đây là anh Sáu Trơn ở tại phường Thượng Hưng, quận Thốt Nốt. Thì hôm nay thì anh cũng đến tham dự ở trong cái ngày lễ giỗ kỷ niệm lần thứ 97 của ông bà Nguyễn Văn Thới. Thì khi đến đây thì anh thấy cái quang cảnh bà con đến dự lễ vậy thì anh thấy cảm xúc gì không anh? Có cái rất là vui vẻ, vui và hạnh phúc người. Và thấy đông đúc người ta như là từ thiện ăn uống đây đây là thoải mái. Thì cái tinh thần từ thiện đa số là những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại vùng quê xứ đạo của mình. Mình thấy mình làm những việc làm như thế này thì ai cũng khen là việc làm hết sức là thiết thực ý nghĩa. Thì riêng anh đã nhận xét cái sự ý nghĩa này đó, mình làm như vậy đó thì cần phát huy nhiều hơn nữa hay không anh? Dạ đúng rồi, còn phát huy nhiều hơn nữa. Tại vì nó đầy ý nghĩa, nhiều ý nghĩa quá. Mỗi lễ đông đúc đi gì đây để tạo một đồ ăn uống cho bà con gần ở xa lại. Thì tạo cái phương tiện cho bà con ở xa lại, có cái phương tiện không phải là cái việc ăn uống không, nhưng mà chúng ta còn thực hiện những cái sự mời chào, những cái lời thăm hỏi rất là chân tình. Ở đây thể hiện thứ nhất là cái tình của người dân địa phương ở tại xã Kiến An, của quận Chợ Mới, tỉnh An Giang này. Thì ngoài ra đó thì cái tình của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thể hiện rất là rõ nét. Thì anh thấy theo như chúng ta làm như vậy đó thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình đã thực hành đúng theo lời dạy Đức Thầy hay chưa? Dạ, là đúng theo lời dạy của Đức Thầy. Tại vì hôm nay cũng là giỗ của ông Bà Thới lần 97. Dạ. Mình cũng là các đồng đạo từ xa gì đây để tụ gì đây để dự lễ giỗ của ông Bà Thới. Thì xin cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý vị, thì trong những người hâm mộ tinh thần đặc biệt của ông Ba Nguyễn Văn Thới, qua những thể thơ ca về thơ nôm của ông như là Kim Cổ Kỳ Quan, như là Dân Tiên, như là Thừa Nhàn, thì ngoài ra thì những người dân đến đây thì đều kính mộ ông Ba với một đức độ siêu phàm là giúp đời giúp người bằng cả sức mình, không quản ngại sự khó khăn. Và ông đã tửng tiết hy sinh vì cái tinh thần báo quốc, yêu thương dân tộc, quyết không chịu phục tùng người Pháp. Cho nên vì vậy thì hiện tại thì trước máy quay của chúng tôi đây là chú Tư Quảng ở tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, trên An Giang. Thì chú cũng cùng với hiền thê của mình đến để tham dự cái kỳ lễ giỗ lần thứ 97 của ông bà Nguyễn Văn Thới. Và xin hỏi chú thì lần này đến đây thì chú có cảm xúc gì không khi thấy bà con đến đây chú? Dạ, rồi thường lệ mỗi năm tôi đều đi trên ra, năm nay phải đi sớm chứ, rồi đi mời mốt là vô chánh lễ là đông quá đông đó, ra mình không cúng được, ra tranh thủ đi bữa nay là mùng 7 cho nó ít người ta mình còn cúng được. Ra cái mình nhận thấy là cái cả miền Nam này, miền Tây này là cái lễ giỗ của ông Ba là lớn nhất luôn. Thì với cái tinh thần là tham dự lễ giỗ của ông Ba Nguyễn Văn Thới, khi mà chú tới đây đó chú thấy cái tinh thần mà phục vụ bà con đến dự lễ hoàn toàn là miễn phí, thì chú thấy mình làm việc làm này nó có ý nghĩa như thế nào chú?
Tôi thấy quá hoàn hảo luôn, vì chỉ có Phật giáo Hoàn Hảo là mới làm được chuyện này, là từ ăn uống là miễn phí hoàn toàn hết, mình chỉ tốn tiền xe đi đến đây thôi, rồi vô lễ bái nữa, rồi cái chuyện đãi đặng đó là bà con người ta cắt chỗ người ta đem lại đây để người ta phục vụ đó là hoàn toàn miễn phí hết. Xin cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú Duy Hiền Thê đến dự lễ ông ba lần này thì được sự gia hộ của ông ba, được sức khỏe bình an hết chú ha. Cảm ơn chú. Dạ. Yeah.